cả mọi người và các bạn buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay thứ hai đầu tuần ha, mọi người và các bạn có khỏe không ạ? Còn mình thì mình vẫn khỏe. Thì hôm nay mình sẽ vào bếp để nấu món ăn các bạn ha. Hôm nay mình sẽ vào bếp nấu món cánh gà chiên nước mắm. Và món thứ hai đó là món lòng gà xào khổ qua các bạn ha. Thì không làm mất thời gian của mọi người và các bạn nữa, thì bây giờ mình sẽ đi vào bếp để mà thực hiện những cái món ăn, những cái nguyên liệu để mà mình nấu thôi các bạn ha. Xin mời các bạn và mọi người đi vào bếp với mình ha. Chào mừng mọi người và các bạn đã trở lại với gian bếp của mình buổi sáng ngày hôm nay ha. Thì hôm nay mình sẽ vào bếp để nấu cái món là cánh gà chiên nước mắm nha các bạn. Đây mình đã chuẩn bị được một ký cánh gà. Một ký cánh gà để mình chiên nước mắm. Còn bên này là mình sẽ nấu cái này là lòng gà. Lòng gà mình sẽ xào với khổ qua nha các bạn. Bên này mình đã có chuẩn bị xong một quả khổ qua thật là to. Bên này là rau các bạn ha. Đây là rau xà lách. Còn cái này là gừng nha các bạn. Gừng với rượu. Mình sắc gừng với rượu để chuẩn bị mình rửa cái cánh gà đó các bạn, cho gà không còn phải tanh hôi nữa các bạn ha. Gừng với rượu để rửa cánh gà. Còn bên đây là những cái gia vị mình sẽ chuẩn bị là dầu mè, rượu, nước mắm. Và cái hàng này là bột ngọt, đường, tiêu, mì chính các bạn ha. Thì không làm mất thời gian của mọi người nữa, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi rửa gà nghe các bạn. Đây các bạn, gà mình đã rửa bằng rượu với gừng đã sạch sẽ rồi nghe các bạn. Gà thì bây giờ rất là thơm rồi. Và mình cũng đã chặt ra rồi đó các bạn. Chặt ra hết rồi. Còn bên đây là lòng, mình cũng đã rửa sạch và đã sắc nhỏ. Thì bây giờ mình sẽ đi chiên gà nha các bạn ha. Sau khi mà chảo của chúng ta đã nóng rồi đó các bạn, thì mình sẽ cho dầu ăn vào ha. Để mà mình chiên. Dầu đã nóng rồi đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ cho gà vào. Mình sẽ cho độ lửa vừa vừa nha các bạn, không nên cho lửa to nha các bạn, lửa to thì gà của chúng ta sẽ bị cháy. Sau khi mình sẽ chờ gà cho chín vàng rồi mình sẽ vớt ra các bạn ha. Sau khi chờ gà của chúng mình chín thì bây giờ mình sẽ đi pha cái nước sốt nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng đường. Thêm một tí đường nữa nha, đường này nó không có ngọt nha các bạn. Thêm một chút mì chính. Nước mắm các bạn ha.
đây là nước các bạn ha, một chút nước. Mình đã có một chén nước mắm đường nha các bạn. Và tí nữa mà gà chiên vàng rồi thì mình chỉ cho cái nước sốt này vào các bạn ha. Sau khi gà của chúng mình đã vàng như thế này đó các bạn, vàng hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ vớt ra các bạn ha. Mình sẽ vớt gà ra. Vàng rất là thơm luôn các bạn. Và mình sẽ bỏ đi một cái dầu này nha các bạn, bỏ đi một ít. Giờ thì mình sẽ bật bếp lên để làm công đoạn thứ hai các bạn ha. Mình sẽ cho hành tỏi vào mình phi. Chờ cho tỏi với hành cho vàng cho thơm các bạn ha. Rồi mình mới cho nước sốt vào. Vàng rồi đó các bạn, mình chỉ cho nước sốt này vào. Mình chỉ cho cánh ve gà vào các bạn ha. Rất là thơm các bạn, rất là hấp dẫn luôn. Món này mà ăn với cơm trắng thì hết cơm nha các bạn. Mình sẽ chờ cho cái nước sốt này nó keo lại các bạn ha. Thì mình sẽ tắt bếp. Như vậy là mình đã có một chảo cánh gà chiên nước mắm rồi đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiếp công đoạn thứ hai các bạn ha. Mình sẽ xào lòng gà đó các bạn. Mình sẽ cho vào đây là 3 muỗng dầu ăn. Và đây là tỏi đã băm rồi.
Giờ cho tỏi thơm thì mình sẽ bỏ lòng gà vào các bạn ha. Tỏi của chúng ta đã vàng rồi thì bây giờ mình sẽ cho lòng gà vào. Cho một ít nước mắm vào các bạn ha. Mình sẽ cho một ít nước vào các bạn. Rồi mình sẽ chờ nước sôi lên thì mình sẽ bỏ khổ qua các bạn ha. Sau khi lòng của chúng ta đã chín rồi thì bây giờ mình sẽ cho khổ qua vào các bạn ha. Cho khổ qua vào. Để trộn đều lên. Rồi như vậy là mình sẽ chờ khổ qua chín thôi các bạn. Khổ qua của chúng mình đã chín rồi các bạn ạ. Rất là thơm luôn. Lòng gà xào khổ qua các bạn ha. Bây giờ mình sẽ tắt bếp để nhấc xuống nha các bạn. Đây các bạn, mình đã nấu xong cái món cánh gà chiên nước mắm các bạn ha. Rất là thơm, rất là hấp dẫn luôn các bạn. Món này ăn cơm thì hết cơm luôn. Đó. Và bên này thì mình đã nấu xong cái món khổ qua, lòng gà xào khổ qua các bạn ha. Và mình sẽ ăn kèm với một đĩa rau sống salad. Bên này là trái cây tráng miệng. Bên này là bánh ăn tráng miệng các bạn ha. Không thể thiếu đó là cơm trắng và ớt, mắm, một ly cà phê sữa cho buổi sáng. Xin chào mọi người, xin chào các bạn. Mình đã chuẩn bị xong cái bữa cơm sáng các bạn ha. Ăn lúc này thì chắc là ăn luôn trưa luôn chứ không còn sáng nữa các bạn ạ. Thì những cái nguyên liệu thì mình đã giới thiệu với các bạn rồi ha. Khổ qua, xào lòng gà, cánh gà chiên nước mắm. Và hôm nay mình sẽ ăn với cơm trắng các bạn ha. Xin mời tất cả mọi người và các bạn ăn cơm với mình ha. Xin mời. Đói bụng quá các bạn. Ăn cánh gà này ăn bóc các bạn ha. Ăn bóc mới ngon. Ngon quá. Ngon quá các bạn. Cánh gà thơm.
mình chiên canh gà như vậy, nhưng mà ở bên trong đó các bạn không có bị khô nha các bạn, rất là ngon, ở trong rất là mọng nước. Mình sẽ thử lòng gà. Lòng gà xào khổ qua. Ngon. Ngon các bạn, lòng gà rất là ngon. Không thể thiếu đó là ớt. Cái màu gà của chúng ta rất là đẹp các bạn, vàng ươm luôn, mà ở bên trong thì rất là mọng nước, không có bị khô. Mình bỏ đá vào cà phê, nãy giờ quên hết. Tiếp tục ăn các bạn ha. Khổ qua xào lòng ngon quá các bạn. Ngon. Các bạn có này ăn gì? Mình ơi, thứ hai cho các bạn đi làm hết rồi ha. Ở bên mình thì mình còn đang cách ly cho nên phải nấu ăn tự nhà. Cái cánh gà mẹ to bằng cái đùi gà luôn đó các bạn. Mặn mặn, ngọt ngọt. Rất là ngon các bạn.
Ngon quá. Một miếng ớt xiêm nữa đó các bạn, ớt xanh đó, ngon, cay tưng bừng. Ngon quá. Lòng gà xào khổ qua rất là ngon các bạn. Ngon quá, hấp dẫn. Đang đói bụng đó các bạn, ăn ngon quá. Ngon các bạn.
salad đó các bạn, rất là hợp luôn, ngon. Ăn hết tô cơm luôn các bạn, ngon quá. Ăn nhiều như vậy là no biết tới tối đó các bạn. Ăn hết một tô cơm các bạn, ngon quá. Cà phê sữa nha các bạn. Đây là bánh tráng miệng nè các bạn, mà no quá mà ăn nổi được lúc khác ha. Em để cái cây nữa. Giờ thì mình sẽ uống cà phê thôi. Mời các bạn uống cà phê sữa. Cà phê sữa đá. Ngon quá các bạn. Ngon quá. No, ăn hết một tô cơm các bạn. Ăn nhiều như vậy các bạn, nói ăn nhiều sẽ bị sợ mập đúng không? Đừng có sợ mập nghe các bạn. Ăn xong nghỉ, xong buổi trưa hoặc là xế mình sẽ tập thể dục. Cạnh bên này là cái phòng tập gym nha các bạn.
tập thể dục đầy đủ dụng cụ tập, ăn nhiều, tập thể dục, tập gym là không có sợ mập ha. Thì mọi người ơi, các bạn ơi, thì cái bữa ăn của mình hôm nay thì bây giờ chắc là cũng ăn cũng gần trưa rồi, cho nên không còn buổi sáng mà cũng không phải buổi trưa. Ăn như vậy là phải no biết tới tối các bạn ạ. Thì hôm nay mình ăn cánh gà chiên mắm với khổ qua xào lòng gà đó các bạn. Thì mình cũng ăn xong, ăn hết một tô cơm luôn á. Thì như vậy thì mình cũng xin kết thúc video tại đây các bạn ha. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các bạn đã yêu mến kênh của mình. Các bạn nhớ like, nhớ share, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Thank you các bạn, thank you mọi người. Bye bye.